Xin chào cô bác, quý anh chị và các bạn đang xem video trên kênh Cuộc Sống Hà Nội. Hôm nay là ngày mùng 3 Tết. Em Đức Anh, cho Đức Anh muốn giới thiệu với lại quý vị và các bạn một nơi rất là đặc biệt. Đây là chợ Dốc Tản Hồng, nơi mua bán trao đổi hàng hóa cư dân tại xã Tản Hồng cũng như là các xã lân cận. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm cũng như là khám phá tại chợ Tản Hồng nhé. Chào các cô. Chúc các cô năm mới là bán đắt hàng nhá. Vâng. Thế ạ, vâng. Tí cháu ra cháu mua lấy lọc nhá. Khi nhắc đến Tản Hồng thì mọi người rất thích ăn cái loại táo này. Hôm nay là ngày mùng 3 Tết thôi nhưng mà mọi người đi chợ rất là đông. Cháu chào cô, cháu chào bà. Vâng. Đây là táo ở mình trồng đấy hả cô? Táo Tản Hồng đấy đúng không? Đây là táo Phú Cường. Táo Phú Cường à? Ôi đặc biệt thế nhờ. Cháu là người Phú Cường đấy. Vâng. Thế mà táo Phú Cường này mang xuống tận đây bán. Đấy ạ. Vâng. Cháu ở trên Phú Thịnh. Vâng. Đấy, táo Phú Cường là cũng là đặc sản đấy, Ba Vì đấy. Vâng. Ôi năm mới chúc cô bán đắt hàng nhá. Vâng. Đấy, các bà đi chợ này, các bà bán hàng ở chợ này. Cháu chào bà. Vâng. Bà bán cái gì đấy? Bán rau cải. Rau cải ạ. Đây, rau cải đây này quý vị này. Rau cải ngon quá, lên Facebook đi. Vâng, chợ là nơi giao thương của tất cả mọi người. Bà đi chợ từ mấy giờ? Đi chợ từ 6 giờ. Vâng. Thế là bà bán bao nhiêu mớ rau cải? Có 5 nghìn thôi. Tức là không, bà đi là bà bán bao nhiêu mớ như này? Mang bao nhiêu mớ đi? Có 10 mớ. Rau cải nhà mình trồng ạ. Rau cải nhà mình trồng. Vâng. Thôi chúc bà bán đắt hàng nhá. Vâng. Chào chào ông. Vâng. Vâng. Ông bán được nhiều chưa? Cũng được nhiều rồi đấy. Thế à? Thế đầu năm mà ông bán như này là rất là lộc. Rồi. Vâng. Chúc ông bán đắt hàng nhá. Rồi, thank you. Dạ. Con chào bà. Bà bán cà chua à? Vâng. Vâng. Cà chua này là nhà mình trồng à bà? Vâng. Vâng, ngon quá nhờ. Bà là người dân gốc Tản Hồng đây hay là? Dân Châu Sơn. Bà Châu Sơn à? Đấy, chợ Tản Hồng là nơi mà rất nhiều các tiểu thương, các bà bán hàng từ các xã lân cận cũng đến đây để bán hàng. Rồi con năm mới con chúc bà bán đắt hàng nhá. Vâng. Đây là một hàng bán bắp cải này. Bao tiền cái hả cô? 10.000 một cái. Cho cháu một cái luôn. Vâng. Năm mới mua cho cô để đắt hàng. Dạ vâng. Thế cô là người ở xã nào đến đây bán ạ? Ở xã Châu Sơn ạ. À xã Châu Sơn ạ. Vâng. Vâng. Đấy. Bà già đây, bà già bán hàng su hào đây. Năm mới cháu chúc bà bán đắt hàng nhá. Vâng. Vâng. Dạ vâng. Vâng. Rau sạch rau nhà mình trồng đấy đúng không ạ? Dạ vâng. Dạ vâng. Thôi năm sớm rồi con chúc bà bán nhanh chỗ này để về nhà sớm nhá. Vâng ạ. Bà. Là cháu Liên luôn đây. Đấy. Rồi năm mới chúc cô bán đắt hàng nhá. Rồi. Cái này là mình đang gọt khoai à chú? Đang gọt khoai để bán cho dân. Vâng. Đấy. Thế là chú người ở đâu đến chợ Dốc Tản Hồng này buôn bán ạ? Chú là người Tản Hồng. Chú là người Tản Hồng luôn. Tản Hồng luôn. Vâng. Coi là đi mua ở các nơi về đây bán. Vâng. Thế là mình sẽ đi lấy hàng ở các nơi xong mình về đây mình bán. Dạ vâng. Thế hôm 30 Tết trả nên đây mà quay gớm mẹ ế quá. Thế ạ. Vâng. Thế ở đây chú bán những cái gì đây? Hành tỏi hoa quả. Hành tỏi hoa quả. Vâng. Năm sớm cháu chúc chú là bán đắt hàng nhá. rồi kiếm được nhiều tiền trong năm mới. Vâng, cảm ơn chú nhá. Vâng ạ. Tối lại mở lên xem Cuộc Sống Hà Nội có những gì đã. Vâng ạ. Rồi, cảm ơn chú nhá. Đây cô bán rau cải này, đỗ này, rồi cái này là cải ngồng hả bà? Vâng. Bao tiền mớ hả bà? 15.000 hai mớ. Ôi rồi, ở chợ quê quá rẻ luôn. Ở thành phố con thấy là một mớ này là cũng phải 10 đến 15.000. Mà ngày Tết này có khi phải hơn đấy. Rau của nhà làm ra đúng không ạ? Vâng. Đây. Vâng. Ôi năm sớm chúc bà bán hàng nhá. Đây là rau xà lách đúng không bà? Vâng. Nhà bà trồng à? Vâng. Thế ạ. Bà có trồng nhiều xà lách không? Nhiều. Bà trồng mấy sao? Trồng nửa sao thôi. Trồng nửa sao thôi. Thế mà nhiều. Bà phải trồng hàng vài sao. Trồng vài sao không bán được. Thế trồng không bán được hả? Không có người ăn. Thế á? Cho thấy cái xà lách này bán đắt hàng lắm mà. Không có người ăn đấy em ạ. Ôi. Ngày thường á. Thế à? Ngày thường có hai cháu lêu theo cùng hết. Thế á? Thế bà hay bán ở chợ Tản Hồng này không? Vâng, có. Thế à? Bà ở bà Châu Sơn à? À là Châu Sơn lên đây à? Vâng, thôi năm mới con chúc bà bán đắt hàng nhá. Vâng, nhanh chóng để về ăn Tết. À đây đây bà bán su su à? Đây con chào bà, chào cô. Đây này, bà bán su su đây này. Cháu ở trên Phú Cường đây thôi. Vâng. Đấy cháu quay như này là rất nhiều người xem sẽ mua mở hàng cho bà đây này. Đấy, người ở Châu Sơn, người ở Thanh Triều, người ở Phú Cường, người ở Tản Hồng ra mua hàng cho bà. Bà ở Tản Hồng bây giờ bà phải mua cho bà đi. Cái su su này là của nhà bà chồng hay như nào? Bà đi mua đi. À, tức là bà đi mua xong bà bán lại đúng không? Bà đi mua bán nhiều, bà bán ở quán Tản Hồng. Dạ. Đầu chiều bà bán. Vâng. Đến mua cho bà đi. Vâng. Ôi năm sớm con chúc bà bác cô bán đắt hàng nhá. Con dài trắng hồ. Vâng. Đây nha quý vị và các bạn, có khi ít người biết về cái quả cà này. Cà này ở quê gọi là cà ghém đấy ạ. Thường thường gọi là cà ghém hay gọi là cà dừa đấy đúng không bà? Đấy, cà dừa. Đấy. Vâng. Cà dừa này là làm xào ngon này. Vâng. Đúng rồi. Rất là ngon. Cái này thì bao tiền một cân hả cô? 25.000 một cân anh ạ. 25.000 một cân. Cháu thấy mang xuống thành phố có khi đắt hơn đấy. Đúng rồi. Đi xuống thành phố đắt hơn rồi. Bây giờ này đặc sản đấy, thịt mấy người là không chuộng bằng đâu. Vâng. Ăn nhiều thịt còn mắc bệnh như ăn nhiều những cái thứ này không mắc bệnh. Vâng. Đúng rồi. Thật sự mà. Vâng. Ôi, chúc cô bán đắt hàng nhá. Vâng. Bà đã mua được gì chưa? Chưa, giờ mới đến đây. À, giờ mới đến đây à? Vâng. Thế là bà người Tản Hồng hay là người Châu Sơn hay người... Người Tản Hồng. Người Tản Hồng luôn đấy ạ. Vâng. Ôi, bà đi mua hàng đi. Vâng. Vâng. Hàng rau luôn luôn là được sự lựa chọn của rất nhiều bà con. Cô mua được gì chưa ạ? Không mua rau đây. Vâng. Không mua rau để ăn rau ngày Tết nhiều thịt quá chán. Vâng. Thế các anh chị có về ăn Tết với gia đình không ạ? À, có, về Tết đầy đủ. Về hết ạ. Vâng. Thế là chúc bà và gia đình năm mới mạnh khỏe nhá. Đấy. Thành hào. Nhiều người có khi không biết là thành hào là rau gì đâu. À, rau là rau thì là. Đấy. Không phải là rau thì là. Thanh hao là thanh hao, thì là khác nhau chứ. Tại vì nhiều người không biết thanh hao tiếng địa phương là gì. Đấy. Thanh hao, thìa là, trà om là một. Nhiều khi không biết tiếng địa phương đâu. Vâng. Vâng. Chúc chị bán đắt hàng nhá. chị ít hành củ chưa? Thấy hàng rau đắt hàng nhưng mà thấy hàng thịt lưa thưa hơn. Chào chị. Chị đã bán được nhiều hàng chưa? Bọn em bán được chỉ được phần 3 số hàng thôi anh ạ. Vâng, hôm nay là ngày đầu năm mới thì chị đi sớm hay là đi muộn để bán này? Bọn em tầm độ 5 rưỡi ạ. 5 rưỡi? Vâng. Thế là chắc sắp hết hàng rồi. Không, cái ngày này thì nó nói chung là xác định chỉ gọi là khai xuân để lấy lọc thôi anh ạ. Vâng. Và hàng hóa thì chưa tiêu thụ mạnh được đâu ạ. Vâng, thôi chúc chị bán đắt hàng nhá. Vâng, vâng, cảm ơn anh ạ. Vâng. Đây cả bác con trai cũng đi bán hàng buổi sáng đây này. Cháu chào bác. Vâng. Bác đang gọt củ gì đấy? Đây, củ khoai môn đấy. Củ khoai môn ạ. Để ăn lẩu. Cái này là để ăn lẩu hả bác hay là để ăn lẩu hoặc nấu canh? À ăn lẩu chứ không phải ăn lẩu đúng không ạ? Ăn lẩu. Hoặc là ăn canh. Vâng. Cháu thấy ở đây bác bán rất nhiều hàng này, có cả bí đỏ này, hành này, tỏi này. Tỏi này bao tiền cân ạ? Tỏi đấy thì loại đẹp thì là 50, còn loại xấu thì 40 và 30. Vâng. Thế thì bác cân cho cháu lấy tức là 50.000 một cân đi. 50.000 một cân. Thế cho cháu một cân, cân cho cháu một cân. Còn cái loại mà ai mà mua loại rẻ thì cả 40 hoặc 30. Vâng, thế bác cân cho cháu một cân. Bác Giai đi chợ bán hàng này là khéo lắm đấy. Đùa thôi, ngày xưa em đi bán hàng đấy. Cái loại này nó đẹp thì nó chắc, nó già tỏi. Vâng. Còn cái loại mà tỏi nó non tỏi thì nó... Vâng. Tỏi này về ngâm ớt rồi xào nấu rất là ngon này. Được, chưa được một cân. Đằng này tỏi đẹp mà. Thế này là hai gian hàng này là nhà mình là một à? Vâng, vâng. À, được rồi, được hơn cân rồi, lấy luôn. Đấy, thôi mà hàng cũng lấy 50.000 nhá. Vâng. Cân thôi cũng lấy thế. Rồi, chúc cô chú bán đắt hàng nhá. Vâng. Chào chị nhá, chào anh nhá. Năm mới chúc chị bán đắt hàng nhá. Chị bán gì đây? Em bán thịt bò ạ. Thịt bò, xúc xích này. Tết này là mọi người ăn thịt bò nhiều đấy. Vâng. Rồi chúc chị bán đắt hàng nhá. Cảm ơn bác ạ. Vâng. Chào cô. Nào đắt. Đấy, thấy đếm tiền này là bán đắt hàng rồi. À đổi tiền à chứ không phải bán đắt hàng à? Thôi em chúc chị bán đắt hàng, bán vèo một cái rồi lại về ăn Tết tiếp. Vâng. Chào bác. Đấy, chào cô. Chúc cô năm mới sức khỏe nhá. Cảm ơn nhá. Vâng. Mọi người đang bán hàng buổi sáng thì mọi người đi chợ ở quê rất là sớm. Chào chào bà. Vâng, năm sớm chúc bà bán đắt hàng nhá. Vâng. À, ở đây phát hiện có bánh tẻ này. Cái này bánh tẻ đúng không cô? Bánh tẻ muối, đậu phụ. Bánh tẻ muối, đậu phụ. Cô bán hết đậu phụ rồi à? Hết đậu phụ sắp lên giờ đây. Thế à? Đấy, mọi người đi chợ buổi sáng. 10k. 10k một gói. 5.000 một gói. À 5.000 một gói, 10k hai gói. Vâng. Bánh tẻ này là đặc sản ở Sơn Tây đấy nhỉ? Bà nhỉ? Vâng. Vâng. Nhà chị. Nào có lấy bánh tẻ không? Con không ạ. Đấy, chào cô, chào bà. Năm mới chúc chị bán đắt hàng nhá. Chào chào cô. Năm mới chúc các cô mạnh khỏe và bán đắt hàng nhá. Dạ. Vâng ạ. Vâng ạ. Vâng ạ. Dạ. Vâng, con cảm ơn bà. Bà bán cái gì đấy? Bán rau bầu này. Rau bầu ạ. Con có thể cầm được rau bầu không? Vâng, đây này. Ở quê là các bà có cả bán cả rau bầu này các bạn này. 5.000 quá rẻ bà. Vâng ạ. Năm mới mở hàng lấy Tết. Đấy thấy chưa? Cháu hỏi cái là đắt hàng ngay. Cô đi chợ cô mua được cái gì rồi? Là muối, đậu cái gì nữa hả cô? Muối đậu rau khoai. Rau khoai à? Rau khoai lang này đúng không? Rau khoai lang ăn ngon. Vâng. Đầu năm mua muối. Vâng ạ. Vâng ạ. Đấy. Thế là bà đã chốt đơn được 3 mớ rau bầu với giá là 10.000 rồi. Rồi chúc các bà mạnh khỏe nhá. Vâng. Chào cô. Năm mới chúc cô mạnh khỏe. Chúc cô bán hàng là bán đắt hàng. Đây là bà bán hàng khô à? Đấy, bà bán lạc này. Chúc bà bán đắt hàng nhá. Vâng. Đây có cô xinh đẹp này, có cô xinh đẹp, hai cô xinh đẹp bán, một cô đang hỏi và một cô đang bán này, không biết là cô áo trắng đã mua được cái gì chưa? Chưa mua được, hết tiền mua rồi. Ôi giời, đầu năm này hết tiền nào được. Rồi chúc chị bán đắt hàng nhá. Vâng. Chào chào cô. Chúc cô bán đắt hàng nhá. À, chào bà. Bà bán bún à? Vâng, bán bún, bán muối đầu xuân em ơi. Vâng. Rồi bán nửa nữa nha. Dạ. Đầu năm mua muối. Rồi cuối năm mua vôi. Cuối năm mua vôi. 5.000 em ơi. Bán với các bạn 5.000, 13 nắm em ơi. Ô cái này hay đấy nhỉ, cái này gọi là cái gì bà? Đây là cái bỏng nổi. Bỏng. Đây. Cái này là bỏng. Bỏng nổi ạ. Cái này là 10.000 em. Đấy cái 10.000 đi, 13 đi cho mẹ đi. Đấy đi chơi có trẻ con đi chơi là mua cái này ăn thích này. Cái này rất là thích. Chúc bà bán đắt hàng nhá. Vâng. Vâng. Đây. Dạ. Nhà cháu vừa mua xong, vợ cháu mua ở trên kia rồi. Chúc cô bán đắt hàng nhá. Chợ Dốc Tản Hồng rất nổi tiếng ở cái khu vực Ba Vì các bạn nhé. Chợ ở đây thì mọi người từ các xã Châu Sơn, Phú Cường đến đây buôn bán rất là nhiều, cũng như là mua hàng. Chào chị ạ. Vâng, chị bán gì đấy? Em bán thịt bò. Thịt bò, thịt bò. Hoa hậu của số người ta đấy. Hay quá. Rồi chúc chị bán đắt hàng nhá. Vâng ạ, em cảm ơn anh ạ. Vâng. Con chào bà. Bà bán cái gì đấy? Rau, con sen à? Dạ, con mua rau ở đằng kia rồi. Bà nốt vâng. Rồi chúc bà bán nốt chỗ này để đi về tiếp tục ăn Tết nhá. Đúng, chú chào. Chào chào cô. Vâng. Đây thịt bò đây, thịt bò thấy các bác các cô đang mua rất đắt hàng này. Vâng. Năm mới chúc các cô mạnh khỏe nhá, chúc chị bán thịt bò đắt hàng nhá. Vâng, cảm ơn nhá. Vâng. Cô mua được cái gì chưa? Đây mua được rau này. Mua được rau á? Thì cô mua thịt bò đi. Thịt bò gì hả? Mua thịt bò. Đấy. Dạ bò 5 lạng 6 thôi. 5 lạng thôi, cắt bò thôi đi. Thịt bò này làm lẩu ngon mà. Bò mềm. Lẩu này, xào này. Các kiểu. Cái này là sáo ạ? Sáo bò. Cái sáo này về cô sẽ làm gì? Mình ninh dưa. ra hoặc là mình có thể xay ra làm chả nó nuốt. Vâng, hay quá nhờ. Cô đập chân nó để đi. Không đã rồi, bán 2 năm rồi đấy. Bắt cơm mới nào đi, không thì nó thế rồi. Hồ trong chợ à? Mua trong xã à? Là bác vào 500 rồi. Đấy, thế là chốt đơn rồi đúng không ạ? Chốt mua rồi đúng không ạ? Chốt rồi đấy, chốt mua rồi. Mua về để ăn Tết rồi. Rồi, chúc chị bán đắt hàng nhá. Vâng. Đấy, chào chị. Đấy, em chị, đấy, em chị đây. Quay chứ. Chị ở trên Phú Cường, chị xuống đây bán đắt hàng thì phải quay chứ. Em cho vợ con đi chơi chợ Tản Hồng đấy. Chị ở trên đi lên rồi, mua đồ xong con đi lên rồi. Chị bán những cái gì đây? Em của chị mày lại chơi đẻo chị rồi. Rau khoai lang này, ngải cứu này, rau cải này, su hào này. Đúng rồi, nó về nó đưa lên đấy đấy. Chị đi bán từ mấy giờ? Chị mấy giờ chị đi mang hàng xuống đây bán? Đấy, chị đi vất vả lắm. Các anh em mà quay mà mày làm chị xấu hổ mặt ra mày. Xấu hổ là xấu hổ thế nào? Xấu hổ không mày. Thôi chị bán đơn hàng nhá. Để nhanh về tiếp tục ăn Tết. Vâng. Chợ Dốc Tản Hồng này là một nơi buôn bán giao thương rất là nổi tiếng. Hôm nay là ngày mùng 3 Tết, mọi người đi buôn bán đầu năm, đầu xuân có thể là hơi vắng vẻ hơn mọi khi. Tuy nhiên thì những ngày thường thì chợ này rất là đông nhá bà con nhá. Đây này. Nhưng mà hôm nay đấy khai xuân đầu năm là cũng phải đi ra để bán để lên may mắn của năm Giáp Thìn. Vâng. Đấy. Năm Giáp Thìn là năm con rồng, năm con rồng bay, cho nên là phải làm sao là cố gắng là khai xuân buổi đầu năm để buôn bán để lấy may đầu năm. Dạ vâng. Năm mới em chúc chị, chúc cô bán đắt hàng. Vâng. Vâng ạ. Nhanh sớm để về ăn Tết tiếp. Vâng ạ. Quay làm gì thế bạn ơi? Đây cháu quay để ghi lại cái không khí chợ ngày Tết để người dân Việt Nam trong nước cũng như nước ngoài biết đến chợ Dốc Tản Hồng nhiều hơn. Đấy có một em xinh đẹp này. Đấy, chào em nhá. Em bán gì đấy? Em bán đậu à? Đậu gần hết rồi, còn một miếng này. Đấy. Cái đậu này thì em đi đậu nhà mình làm hay như nào? Thế à? Một ngày thì mình bán được khoảng bao nhiêu miếng như này? Đây là bán theo cân, người ta ở nhà ta làm 5 cân. 300 miếng, tức là tính ra khoảng bao nhiêu cân? À, tầm 9 cân. Thế là được rồi, có tiền là được đi học rồi, đúng không? Em hình như sinh viên hay sao đúng không? Biết ngay, nhìn biết ngay là đi về giúp bố mẹ rồi. Thôi năm sớm chúc em mạnh khỏe nhá, học giỏi nhá. Cháu chúc các cô luôn luôn mạnh khỏe nhá, bán đắt hàng. Nhà cháu mua rồi, vợ cháu vừa mua xong. Vâng. Cô đi bán táo à cô? Dạ vâng. Đây là cô bán bún này. Bún này là bún rối à cô? Bún rối. Vâng. Cái này là bún con. Vâng, ở thành phố gọi là bún nắm đấy. Không, bún nắm thì ở phố này nắm cho. Vâng. À cái này bún con à? Trông như cái thai que ấy nhỉ? Vâng. Năm sớm chúc cô bán đắt hàng nhá. Vâng. Dạ. Con chào bà đi chợ buổi sáng ạ. Vâng. Đây là một chị xinh đẹp đi chợ bán hàng đầu năm này. Chị bán đậu, hết hàng luôn rồi hả chị? Vâng. Đậu này về rán mới ăn lẩu ngon đấy ạ. Ở đây là một cô bán hàng hoa quả này. Chào cô, năm mới chúc cô bán đắt hàng nhá. Rồi ok. Vâng. Vâng, vừa rồi em Đức Anh, chào Đức Anh đã ghi nhận một số những không khí chợ ngày đầu năm tại khu vực chợ Dốc Tản Hồng, một cái chợ rất nổi tiếng tại khu vực Ba Vì, Hà Nội. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Rất mong nhận được những nút like, chia sẻ video từ toàn thể quý anh chị và các bạn. Chào chào các cô nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.